Chào các bạn nhé. Hôm nay thì Như tiếp tục quay cho các bạn coi cái con H21 lớp lưu này. Cái con camera này là con camera của dòng KB1 và là camera wifi. Nó rất là nhỏ nên rất là thích hợp cho khách hàng muốn mua con camera về để bàn hoặc là thích con camera nhỏ xíu như thế này. Thì cái con này nó nhỏ mà các bạn. Các bạn có thể thấy được là Như đang quay cho các bạn cận cảnh để các bạn có thể thấy này. Bây giờ Như cầm lên cho các bạn thấy nó nhỏ như cỡ nào. Đấy, so với con Soi thì con này là loại nhỏ nhất của dòng wifi đấy các bạn. Và giá thành của nó cũng là rẻ nhất luôn. Cái con này hiện tại giá thành của nó ấy, nó có giá là 580.000 một con. Còn con Xoay mà 360 ấy, các bạn, nó là quả trứng ấy, thì giá của nó là 650.000 một con. Thì cái con này nó có chức năng y chang như cái con Xoay 360, mà nó chỉ không xoay được thôi. Nó là ống kính cố định, nó chỉ bẻ ngang bẻ tới bạn lôi được chứ không xoay được bạn. Cái con này nó có tầm xa hồng ngoại 10m, có còi, có còi, có loa, điện thoại 2 chiều được. Và hình độ nét hình ảnh của nó là 2.0 megapixel. Đây là cái chân đế là các bạn có thể bẻ được, bẻ lên, bẻ ngang, bẻ dọc được, nhưng mà nó là ống kính cố định các bạn nhé. Và cái con này là camera wifi, chỉ cần cắm vào nguồn điện và bắt wifi thì camera đã hoạt động được rồi. Đối với con camera wifi như đã nói với các bạn ấy, thì thông thường ấy thì camera bắt wifi tầm khoảng từ 5 đến 10 mét là ok, còn nếu như mà nó quá xa thì ta nên dây mạng cho camera của mình. Cái con này hôm nay quay cho các bạn coi ấy, thì hiện tại ấy, đối với dòng camera KB1 thì các bạn, thì trước giờ như quay cho các bạn coi là dòng camera KB1 thì có một số khách hàng có hỏi cái mã này và như không có quay cho các bạn. Thì nếu như mà khách hàng có cần ấy, thì như vẫn có thể gửi cho các bạn. Nhưng mà đối với con quả trứng, cái con này ấy, các bạn, thì như thấy tiện hơn là cái con quả trứng thì rất là tiện. Nhưng mà hiện tại dòng camera KB1 đấy các bạn, hiện tại đang hết hàng của camera KB1 của quả trứng, thì hiện tại nó còn dòng mẫu này thôi. Thì cơ bản ấy, thì đối với dòng camera KB1 ấy, thì tương lai thì nó sẽ bỏ mẫu các bạn, và chúng ta phải đổi qua làm là đa mua, thì sẽ có một số trục trặc cho cái camera thương hiệu KB1 này. Nên vì vậy mà các bạn có nhu cầu mua camera thì các bạn cũng có thể chọn đa mua được các bạn. Đa mua là con iMao các bạn, thì các bạn có thể coi lại một lần nữa con KB1 này nhé. Thì đối với camera KB1 hoặc đa mua, các bạn có thể chọn một trong hai thương hiệu đều ok cả, nó cùng một loại camera đó các bạn, nó chỉ là khác thương hiệu thôi, nhưng mà chất lượng nó như nhau, tại vì một nơi gia công mà các bạn. Thì như đã nói những clip trước khác cho các bạn hiểu được là camera KB1 và camera đa mua nó sẽ khác nhau và giống nhau ở điều gì, và như sẽ làm một cái clip riêng cho hai cái thương hiệu này để các bạn có thể hiểu được. Vì dần dần ấy, KB1 này các bạn nó sẽ thay thế bằng mẫu của Daewoo, vì hai cái thương hiệu này nó tương tự như nhau, và một cái thương hiệu nó sẽ bị giống như là hai cái nhập một đấy các bạn. Thì đối với Daewoo thì nó cũng tương tự như KB1, thì nhiều người thích thương hiệu là của Mỹ và nó ok hơn thì các bạn có thể chọn. Còn về chất lượng các bạn nó ngang nhau, chỉ về chế độ bảo hành của nó sẽ khác nhau. Đấy, cái con này có mic và loa và làm thoại 2 chiều. Như đang quay cho các bạn có thể coi cận thẳng cái con này. Nếu bất cứ một cái thắc mắc gì về camera, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Như để Như tư vấn các bạn kỹ hơn về camera các bạn nhé.